Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đang đến với FPT Shop Channel. Vậy là hôm nay Thư đã quay trở lại với chiếc XA trên tay. Đây là một chiếc smartphone vừa được hãng Sony giới thiệu cách đây không lâu, nhưng người máy đã nhanh chóng gây ấn tượng và trở thành một trong những sản phẩm hot trong phân khúc tầm trung. So với người Anh Xperia X thì XA lại có nhiều điểm dễ quyến rũ người dùng hơn. Và đó là những điểm nào? Hãy cùng Thư tìm hiểu trong video clip ngày hôm nay các bạn nhé. Đầu tiên không cần nói nhiều thì ai cũng biết, vẻ đẹp của em ấy toát lên từ chính thiết kế sang chảnh. Mặc dù sở hữu màn hình 5 inch nhưng em ấy trông rất mảnh mai, gọn nhẹ hơn so với các smartphone khác có cùng kích cỡ màn hình. Có thể nói chiếc XA này được hoàn thiện khá tốt khi mà mặt trước được trang bị kính cong 2.5D nối liền với khung máy. Có thể thấy các điểm tiếp giáp vừa khít với nhau, thêm vào đó là mặt lưng vác hơi cong về phía trước và bo tròn ở các góc, cho nên là cảm giác cầm em ấy rất là thích, sướng cực kỳ luôn các bạn ạ, và không hề cấn tay một chút nào. Ngoài ra, thiết kế Xperia XA tuy thanh mảnh nhưng là rất chắc chắn với khung viền kim loại cứng cáp. Hơn nữa, mặt lưng được làm từ chất liệu nhựa polycarbonate cũng được chăm chút sơn nhám giả kim loại, chống trơn trượt. Do vậy mà chúng ta có thể thoải mái, dễ dàng cầm nắm mà không sợ máy tuột mất khỏi tay mình. Cuối cùng về thiết kế thì dĩ nhiên là phải nói tới viền màn hình siêu mỏng của em ấy. Đây, khi nhìn vào thì cho cảm giác nịnh mắt vô cùng. Viền màn hình như tràn hết ra hai bên, gần như là không có viền, sexy hết cỡ luôn. Đây chính là điểm ăn tiền nhất trên con XA này. Vì sao ư? Dĩ nhiên là với thiết kế màn hình siêu mỏng đi kèm mặt kính cong 2.5D như vậy sẽ giúp tối ưu không gian hiển thị mà không làm máy trở nên to hơn. Vậy còn hai cái viền trên và viền dưới thì sao? Đây là một chi tiết hơi khó hiểu một chút, khi mà Sony lại để ba phím điều hướng nằm hoàn toàn bên trong khi phần viền phía dưới lại trống trơn, khiến cho máy trở nên quá dài. Thư nghĩ là không biết có phải họ thiết kế như vậy nhằm giúp cho XA khi cầm ngang sẽ tốt hơn chăng? Điều này thì không ai biết được. Ngoài ra thì các chi tiết khác như là vị trí các phím bấm vật lý nè, thiết kế loa, case sim và thẻ nhớ riêng biệt hay là camera nhỏ gọn không lồi đều được hoàn thiện khá tốt, chỉ hơi tiếc một chút là không có cảm biến vân tay, một điều đã trở nên quen thuộc với thiết bị tầm trung vào thời điểm hiện tại. Bù lại thì em ấy có tới 4 phiên bản màu, đó là trắng, đen, vàng hồng và vàng chanh, phù hợp với cả nam lẫn nữ, mọi lứa tuổi, tha hồ khoe cá tính luôn. Tổng thể thì XA là một chiếc máy có thiết kế đẹp, hoàn thiện tốt, khiến người dùng hài lòng cả khi ngắm nhìn và khi cầm trên tay. Điểm cộng thứ hai mà mình muốn nói tới chính là bộ đôi camera. Sở hữu thông số kỹ thuật khá ấn tượng với camera sau 13MP và camera trước 8MP. Hỗ trợ cảm biến XMORE-RS danh tiếng cùng hàng loạt công nghệ tiên tiến như là lấy nét line tuyến đoán, chụp zoom 5x không vỡ nét. Bên cạnh đó, phần mềm camera trên máy trang bị khá nhiều chế độ chụp hình thú vị, giúp bạn thoải mái sáng tạo nghệ thuật. Ưu điểm mà mình thích nhất ở camera trên Sony Xperia XA là máy lấy nét cực kỳ nhanh. Có lẽ một phần là do tính năng theo dõi đối tượng chuyển động mà Sony mới phát triển, và chụp lưu ảnh cũng cực kỳ nhanh luôn các bạn ạ. Bên cạnh đó, với khả năng khởi động nhanh camera từ phím chuyên dụng, có thể nói là bạn sẽ thật khó bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt vời nào trong cuộc sống. Điểm cộng cuối cùng của chiếc Xperia XA này chính là pin. Dĩ nhiên với viên pin 2300mAh thì không có gì để nói cả, nhưng cái mình muốn nói ở đây đó là công nghệ và chế độ đi kèm. Đầu tiên là công nghệ Quinovo, theo dõi pin trong suốt quá trình sạc. Xperia XA có khả năng theo dõi pin trong suốt quá trình sạc nhằm điều chỉnh mức sạc thích hợp nhất, vừa mang lại thời gian sạc nhanh chóng, vừa giữ được độ bền của pin. Cũng theo thông tin từ Sony, thì với bộ sạc nhanh UCH12, bạn sẽ chỉ tốn 10 phút để sạc và có thể sử dụng Xperia XA với thời lượng lên đến 5,5 giờ đồng hồ. Ngoài ra còn có chế độ kéo dài thời lượng pin Stamina. Chế độ này thực ra không hề mới mà Sony chỉ phát triển cho tốt hơn nữa mà thôi. Khi bạn thực sự cần tiết kiệm chút năng lượng pin cuối cùng thì hãy bật chế độ Stamina này lên. Chế độ sẽ tự động điều chỉnh các thông số cài đặt để giúp điện thoại sử dụng được lâu hơn. Và cuối cùng là một điểm cộng nhỏ nhỏ xíu thôi nhưng cũng không thể không nhắc tới, đó chính là XA có hỗ trợ kết nối 4G LTE phù hợp với xu thế hiện nay. Tóm lại, điểm mạnh của Sony Xperia XA chính là thiết kế và camera, trong đó ưu điểm về thiết kế sẽ chiếm tới 90% sức hấp dẫn của em ấy. Thư nghĩ rằng nếu không đòi hỏi quá cao về chất lượng màn hình hay là cấu hình khủng long đối với một thiết bị smartphone thì chiếc XA này sẽ là một lựa chọn tốt trong phân khúc tầm 7 triệu đồng. Với một mức giá hợp lý như vậy nên những Sony fans hoặc người yêu thích thiết kế của Sony lại chú tâm đến nó hơn là chiếc Xperia X. Vậy theo các bạn, bạn ấn tượng với sản phẩm nào hơn trong bộ đôi Xperia X và XA? Hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và nếu video hữu ích, các bạn đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube FPT Shop Channel để nhanh chóng cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.